TV Ánh Sáng tin mừng với Cẩm Ánh, Thu Trang, Kim Thạch và Thu Trang cùng quý anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay, chúng tôi trân trọng kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và sự chở che của Mẹ hằng cứu giúp. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2023, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Thánh nhạc phụng ca, Tin giáo hội Hoàng Vũ, Mái ấm gia đình và sau cùng là Phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng giàu lòng thương xót, những lời nguyện cầu tha thiết cho giáo hội, cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi chúng ta. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con biết cách dùng những của cải chống qua đời này mà mua lấy những của cải muôn đời tồn tại. Xin Mẹ Maria, Mẹ hằng cứu giúp, cầu bầu cho chúng con để chúng con sống thanh khiết như Mẹ, biết chuyên tâm cầu nguyện và vâng theo thánh ý Chúa, hầu ngày sau chúng con sẽ được hưởng thiên đàng cùng Mẹ. Cách riêng, xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng luôn biết nhiệt tâm phụng sự Chúa và tha nhân với tất cả lòng khiêm nhường và nhiệt thành, để hạt giống tin mừng nước Chúa được lan tỏa khắp nơi. Nguyện xin Chúa cứu thế ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả và gia quyến đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh ta về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, cuộc sống trần gian có những kho báu khác nhau mà mỗi người trong chúng ta đã và đang mê man tìm kiếm cho riêng mình. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, vì hoàn cảnh đất nước, biết bao gia đình đã bằng mọi cách tìm thuyền vượt biển để đến được bến bờ tự do. Để đạt được điều ấy, người ta đã phải hy sinh bán tất cả những gì mình có, chắt chiu từng đồng để có được tấm vé lên thuyền vượt biển. Người ta không chỉ hy sinh vật chất mà còn hy sinh trong cả đời sống tinh thần. Bởi vì thời đó, khi ra đi, đâu ai nghĩ có ngày trở lại. Ra đi là nghìn trùng xa cách. Dẫu biết là như vậy, nhưng người ta vẫn chấp nhận chia ly với người thân, bỏ lại quê hương để có được tương lai tốt đẹp cho mình và cho con cái của mình. Cho nên có thể nói, được sống trên đất nước Hoa Kỳ là báu vật quý giá mà nhiều người Việt Nam thời bấy giờ từng ao ước có được. Quý ông bà, anh chị em thân mến,
hành trình vượt biên để đạt đến bến bờ tự do là một hy sinh cao cả, rất chính đáng và mang một giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Tìm kiếm một thứ quý giá cho cuộc đời mình là điều rất phải lẽ. Bởi vì sống thì phải có mục đích, phải có lý tưởng. Thế nhưng trong việc tìm kiếm, cần phải có sự khôn ngoan để lựa chọn cho đúng những gì là quý giá để mang lại hạnh phúc cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Con người ngày nay rất dễ bị lôi cuốn bởi tiền bạc, vật chất. Điều này dễ hiểu bởi vì tiền bạc có sự hấp dẫn của nó và vật chất cũng có cái đẹp của nó. Cho nên chúng ta không cần phủ nhận hay giả vờ nói rằng tôi không bị lôi cuốn bởi kho báu ở trần gian này. Chúng ta đã và đang đi tìm nó, nhưng chúng ta tìm kiếm trong sự khôn ngoan. Bởi vì kho báu trần gian có khả năng trói buộc con người, không cho con người tự do ngước lên cao để sống với những giá trị cao đẹp hơn. Thật tuyệt vời khi chúng ta nói rằng tôi đi tìm tiền của vật chất, nhưng tôi không muốn những thứ ấy làm chủ cuộc đời của tôi. Thật vậy, Chúa Giêsu nói rất rõ, không ai có thể làm tôi hai chủ. Nếu tôi chọn tiền bạc, thì Thiên Chúa không thể là chủ trong cuộc đời của tôi được. Nếu tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến việc tìm kiếm tiền của, thì tâm hồn của tôi không còn chỗ cho Chúa nữa. Đối với một người khôn ngoan, thì tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện để sống, còn nước trời mới là kho báu mà người ta luôn khao khát tìm kiếm. Nói như thế, nghe như có vẻ mơ hồ, kém sức thuyết phục, thậm chí có vẻ như không có thật. Bởi vì cái thật là cái mà tôi rờ được, tôi thấy được. Viên kim cương 3 carat, khi tôi đeo nó trong tay, tôi thấy rõ mình mang một giá trị khác hẳn. Còn nước trời là kho báu, nhưng người ta không rờ được, không chạm được, không thấy được. Nên người ta vẫn còn ngần ngại để tìm kiếm. Người ta vẫn còn dè sẻn, tính toán khi phải hy sinh cho Chúa. Hy sinh một cái gì đó có thật để lấy một cái mà mình chưa rõ lắm thì không phải ai cũng làm được. Vậy vấn đề của chúng ta hôm nay là làm thế nào để nhận ra được nước trời là kho báu đích thực mà chúng ta đang cần phải tìm kiếm. Thưa, đó là những lúc chúng ta gặp thất bại, những lúc chúng ta đối diện với bệnh tật, đối diện với những mất mát trong cuộc đời. Thất bại sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng những thứ tôi ôm ấp từ bấy lâu nay, những thứ tôi coi nó là chỗ dựa, thì những thứ đó thực sự lại không bền vững. Thất bại giúp tôi nhận ra rằng những gì tôi có không mang lại cho tôi hạnh phúc, mà chỉ làm cho tôi thêm nặng lòng mà thôi. Những người giàu có, những người đã từng nắm hàng ngàn lượng vàng trong tay và đã từng cay đắng với nó, chắc chắn sẽ cảm nghiệm
rất rõ về sự thật này. Rồi khi bệnh tật, khi phát hiện mình đang mang một căn bệnh ung thư chẳng hạn, thì mọi dự tính sẽ bị đổ vỡ. Lúc ấy, tôi mới khám phá ra rằng tất cả của cải mà tôi vất vả tích trữ từ bấy lâu nay thật ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Trong nhà của ngon vật lạ không thiếu thứ gì, nhưng bệnh tật muốn ăn cũng chẳng được, mà có ăn cũng chẳng ngon. Trải qua mất mát trong cuộc đời, như người thân qua đời chẳng hạn, tôi mới thấy được những thứ quý giá mà người ta đã bỏ ra biết bao công sức để tạo dựng lại là thứ mau que. Cho dù mình xây căn nhà bạc triệu, nhà đó cao lắm, mình ở chừng vài chục năm là cùng, còn cái lỗ ngoài nghĩa trang kia khỏi cần xây, đó lại là nơi ở vĩnh viễn của mình. Sau khi chôn vùi, hạ xuống đó rồi, thì đúng như Thánh Vịnh 49 đã ghi, nơi ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Còn căn nhà thế gian này, mình chỉ ở tạm thôi. Và vì ở tạm, nên lỡ nhà mình có chật một chút, có nghèo hơn nhà kia một chút, cũng chẳng sao. Có ai lăn hết nhà để ngủ đâu. Nhà rộng cỡ mấy, cũng chỉ nằm có nhiêu đó thôi. Nhà giàu cỡ nào, tới lúc chết, cũng chỉ nằm trong một khoảng đất giống như mọi người, có khác gì đâu. Còn gọn gàng hơn nữa là một hũ tro tàn sau khi được hỏa táng. Mình thu gom tích trữ của cải cho thật nhiều, để rồi cuối cùng chết có mang theo được gì đâu. Ý thức như thế để những ngày còn lại trong cuộc đời này, cái gì xả được thì mình xả, cái gì tha thứ được thì mình tha thứ. Việc lành phúc đức làm được bao nhiêu thì mình hãy làm. Quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta sẽ chẳng mang theo được gì khi mình qua đời, nhưng chúng ta sẽ mang theo được những gì mà mình đã cho đi khi còn sống. Vua Salomon trong bài đọc một hôm nay, khi được hỏi ông muốn xin gì cùng Thiên Chúa, Salomon không xin cho được sống lâu, không xin cho được nhiều tiền của, cũng không xin điều xấu xảy ra cho kẻ thù, nhưng ông xin cho được ơn khôn ngoan để phân biệt tốt xấu giữa muôn sự ở thế gian này. Chớ gì qua lời Chúa hôm nay, nhất là qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời, giúp chúng ta biết thay đổi cách nhìn và cách sống. Nghĩa là từ trước đến nay, hạnh phúc của tôi là vơ vét về cho mình càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ, hạnh phúc của tôi là cho đi, là loại bỏ những gì ngăn cản tôi đến với Chúa và tha nhân. Từ trước đến nay, hạnh phúc của tôi là chiến thắng đối phương. Nhưng bây giờ, hạnh phúc của tôi là tha thứ cho kẻ thù, tha thứ cho những ai đã làm tổn thương đến mình. Từ trước đến nay, chọn lựa của tôi là chức quyền, danh vọng. Nhưng bây giờ, chọn lựa của tôi là Thiên Chúa và tất cả những gì thuộc về Ngài.
Được như vậy, thì ngay từ lúc này, tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an. Và chúng ta có thể vui mừng nói với mọi người rằng chúng ta đã tìm được kho tàng đích thực của cuộc đời mình. Đó là nước trời. Hàng ngàn người tuần hành ở Honduras chống lại hệ tư tưởng giới tính trong trường học. Tin Honduras, hàng chục ngàn người Honduras đã tuần hành ở một số thành phố hôm 22 tháng 7 kêu gọi Tổng thống Xiomara Castro không ký luật giáo dục toàn diện về ngăn ngừa mang thai ở trẻ vị thành niên đã được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 3 năm nay vì nó bao gồm hệ tư tưởng giới tính. Phong trào phụ huynh vì con cái chúng ta đã tổ chức tuần hành và trên mạng xã hội Facebook kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, chống lại ý thức hệ về giới tính. Ban tổ chức cuộc tuần hành đã kêu gọi Tổng thống phủ quyết luật này và kêu gọi phải có một nền giáo dục tập trung vào gia đình,
cũng như không mang ý thức hệ hoặc truyền bá tư tưởng sai lạc về giới tính, và thay vào đó là một nền giáo dục hình thành trên những công dân để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Đã thu thập đủ chữ ký cho tiến trình sửa đổi hiến pháp nhằm phò sự sống ở Colombia. Tin Colombia, người lãnh đạo sáng kiến trưng cầu dân ý vì sự sống, Sarah Castellano, cho biết sáng kiến này đã có những chữ ký cần thiết để yêu cầu một cuộc tham vấn phổ biến nhằm bảo vệ mạng sống của thai nhi trong hiến pháp nước Colombia. Mục tiêu của những người ủng hộ trưng cầu dân ý vì sự sống là sửa đổi điều 11 của Đại Hiến chương của đất nước. Hiện đang tuyên bố rằng quyền được sống là bất khả xâm phạm, sẽ không có án tử hình. Nếu thành công, quyền sống bất khả xâm phạm từ khi thụ thai sẽ được thêm vào điều khoản hiến pháp. Để tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, nó phải nhận được sự ủng hộ của 5% số người Colombia đủ điều kiện bỏ phiếu, tương đương với 1,95 triệu trong số 39 triệu cử tri. Gần 30.000 bạn trẻ Hoa Kỳ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon, tin Bồ Đào Nha. Như đông đảo các bạn trẻ công giáo ở nhiều nước trên thế giới, hơn 28.600 bạn trẻ từ 1.300 nhóm của Hoa Kỳ được đồng hành bởi hơn 60 giám mục sẽ đến Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Phái đoàn Hoa Kỳ là một trong năm phái đoàn đông nhất tham dự Đại hội Giới Trẻ Lisbon. Hầu hết những người tham dự của đoàn Hoa Kỳ đều ở độ tuổi từ 18 đến 25. Đoàn hành hương của giới trẻ công giáo Hoa Kỳ sẽ được tiếp đón tại các giáo xứ, khuôn viên, nhà ở và khách sạn xung quanh Lisbon. Những người tham gia được mời tham dự các buổi giáo lý hàng ngày dành cho giới trẻ do 35 giám mục Hoa Kỳ hướng dẫn. Cũng được biết là vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2023, các bạn trẻ công giáo Hoa Kỳ sẽ tập trung tại một công viên ở Lisbon để tham dự cuộc gặp gỡ quốc gia. Sự kiện sẽ bao gồm các chứng từ, âm nhạc và chầu thánh thể. Đức cha Robert Barron của giáo phận Winona Rochester và là chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ có bài phát biểu chính. Còn đức cha Edward Burns của giáo phận Dallas, đồng thời là liên lạc viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ với Đại hội Giới trẻ Thế giới, sẽ hướng dẫn giờ chầu thánh thể như một phần của sáng kiến phục hưng thánh thể toàn quốc. Đại hội Thánh thể Quốc gia người gốc Phi Châu châm ngòi hy vọng cho sự hồi sinh. Tin Hoa Kỳ. Đại hội Thánh thể Quốc gia người gốc Phi Châu đã diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 vừa qua tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, D.C. đã châm ngòi hy vọng cho sự phục hưng tinh thần, một người tham gia nói với CNA. Trong số những tham dự viên có 18 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Tổng giám mục Wilton Gregory của Tổng giáo phận thủ đô Washington và Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đồng thời là Đức Hồng Y tân cử Christopher Pierre. Một trong những tham dự viên là anh Clovis Wale, 28 tuổi, làm việc cho giáo phận St. Thomas ở quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Cho biết anh và những người bạn đồng hành đang trở về nhà tràn đầy sinh lực với lòng sốt sắng thánh thể và tràn đầy hy vọng giáo phận sẽ được hồi sinh trong đời sống thiêng liêng. Wale tin rằng anh và những người bạn đồng hành của mình sẽ mang tin mừng trở lại để rao giảng niềm vui này cho những người ở quê nhà. Là một sáng kiến của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đại hội Thánh thể Quốc gia người gốc Phi Châu đã được bắt đầu kể từ năm 2004 sau khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi Giáo hội Hoàn Vũ cử hành năm thánh thể. Hiện nay, đại hội này được tổ chức cứ mỗi 5 năm một lần và quy tụ những người công giáo Hoa Kỳ gốc Phi Châu, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, để thảo luận, học hỏi và cử hành thánh lễ. Đức Hồng Y ở nước Mông Cổ mơ ước thành lập một tu viện công giáo để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Tin Vatican, khi Đức Hồng Y người Ý Giorgio Marengo lần đầu tiên đến Mông Cổ với tư cách là một linh mục truyền giáo cách đây 20 năm,
phái đoàn của Ngài đã dựng hai lều tròn ở Thảo Nguyên, một dành cho các hoạt động và một dành cho việc dâng thánh lễ. Vị Hồng Y nhớ lại, chúng tôi được gửi đến một vùng xa xôi mà trước đây giáo hội chưa từng đặt chân đến. Sau một quá trình dài để có được những giấy phép cần thiết, cuối cùng chúng tôi cũng có được một mảnh đất trống rỗng, không có gì cả. Các nhà truyền giáo Công giáo, mỗi người đã dành 3 năm học tiếng Mông Cổ để chuẩn bị, đã tự hỏi, chúng ta bắt đầu từ đâu? Họ quyết định bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Được biết, chỉ với 1.450 người tín hữu Công giáo, nước Mông Cổ có một trong những cộng đồng Công giáo nhỏ bé nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cộng đồng Công giáo này đã được Đức Thánh Cha Francisco lưu tâm một cách đặc biệt khi vinh thăng Đức Cha Majingo thành Hồng Y vào năm 2022 và là vị Hồng Y trẻ tuổi nhất, hiện chỉ mới 49 tuổi. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm nước Mông Cổ trong chuyến tông du mục vụ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 sắp đến. Làm thế nào Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã đưa một thanh niên vào con đường trở thành linh mục? Tin Hoa Kỳ. Tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, anh Nelson Sintra đã quỳ xuống và cầu nguyện. Lạy Chúa, con dâng cho Chúa cả cuộc đời con. Những lời chân thành này đã đưa anh vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ, đến với chức tư tế. Được biết, sau khi tốt nghiệp trường đại học Ohio State vào năm 2008, anh Sintra bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc sống của mình và cân nhắc những câu hỏi sâu sắc. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Mặc dù anh ấy đã nhận được tất cả các bí tích, nhưng các thành viên trong gia đình anh ấy là những người Công giáo trên danh nghĩa. Trong thời gian học trung học và đại học, anh đặt câu hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa, đặc biệt là khi anh đã trải qua rất nhiều tổn thương, bao gồm cả việc mất cha vì bệnh ung thư. Hiện nay là một cha phó xứ của giáo xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ở thành phố Idaho Falls của tiểu bang Idaho. Cha Nelson Sintra kể lại rằng Ngài có người chị mua cho Ngài một tấm vé dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid vào năm 2011. Dẫu vậy, Ngài đã không biết trước những gì sẽ xảy đến cho mình. Điều làm Ngài ngạc nhiên nhiều nhất ở đại hội là đức tin của những người bạn đi với Ngài. Và cuối cùng tại Đại hội Giới Trẻ Madrid, Ngài đã quyết định chọn con đường ơn gọi tu trì. Tòa Thánh vinh danh Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với một quỹ từ thiện mang tên Ngài, tin Vatican. Trong một thông báo được đưa ra hôm thứ Ba ngày 25 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Journey, Bộ trưởng Thánh bộ Cổ võ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, cho biết Vatican đã nhập hai quỹ từ thiện trước đây của Thánh bộ thành một hội từ thiện duy nhất mang tên bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Được biết, quỹ từ thiện người Samaritano tốt lành do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 2004 để hỗ trợ cho những người bị bệnh AIDS. Còn quỹ từ thiện Công lý và Hòa bình do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập vào năm 2007 để vinh danh Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với mục đích giúp cho người dân ở các nước nghèo, cũng như cấp học bổng cho các sinh viên theo học giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Đền thờ Thánh Phêrô được trang bị hệ thống âm thanh mới, tin Vatican. Vào Chủ nhật ngày 23 tháng 7 vừa qua, cũng là ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba, trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô, hệ thống âm thanh mới bắt đầu được đưa vào sử dụng. Các tín hữu tham dự phụng vụ được trải nghiệm âm thanh một cách hoàn toàn mới. Hơn 80 loa và một hệ thống âm thanh hiện đại được lắp đặt trong đền thờ Thánh Phêrô nhằm cải thiện chất lượng phục vụ cho hàng ngàn tín hữu và khách hành hương hàng ngày đến viếng thăm đền thờ. Cơ sở hạ tầng âm thanh mới thay thế hệ thống tương tự đã được lắp đặt cách đây gần 25 năm, dịp năm Thánh 2000. Hệ thống âm thanh mới này cũng nằm trong chương trình hướng đến năm Thánh 2025.
kiến trúc sư người Ý Carlo Carbone, người được nhóm dự án ủy nhiệm thực hiện thử nghiệm, giải thích rằng hệ thống này giúp các tín hữu tham dự phụng vụ trong đền thờ cảm nhận âm thanh một cách tự nhiên hơn, nghĩa là dường như âm thanh phát ra từ bàn thờ, nơi được coi là trung tâm của cử hành phụng vụ. Việc nâng cấp kỹ thuật là kết quả của một nghiên cứu âm thanh của đền thờ được tiến hành liên quan đến các thông số và tiêu chuẩn âm thanh cụ thể. Ngoài các kỹ thuật, hiệu ứng trở nên rõ ràng, người nghe thực sự có cảm giác như giọng nói và âm thanh bao trùm lấy mình. Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ cho rằng sứ mạng của Đức Hồng Y Zuppi đã thắp lên niềm hy vọng. Tin Vatican. Trả lời cuộc phỏng vấn của truyền thông Vatican sau chuyến trở về từ Hoa Kỳ hôm 19 tháng 7 vừa qua của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha Francisco trong việc tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Vị sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ là Đức Hồng Y tân cử Tổng Giám mục Christophe Pierre nhận định rằng qua chuyến đi này của Đức Hồng Y Zuppi, giáo hội muốn đóng góp cho hòa bình và đặc biệt Đức Thánh Cha muốn đóng góp cho một giải pháp thực tế cho cuộc chiến khủng khiếp này. Theo Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, sứ vụ của Đức Hồng Y Zuppi đã thắp lên niềm hy vọng. Tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Zuppi đã gặp và trao bức thư của Đức Thánh Cha cho Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, Đức Hồng Y Zuppi còn gặp một số thượng nghị sĩ để thông báo cho họ biết về những gì Ngài đã làm trong chuyến đi đến Ukraine và Nga. Và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng tôi lại được đến với quý khán thính giả qua tiết mục Máy Ấm Gia Đình do Linh Mục Anthony Đào Quang Chính phụ trách. Trong phòng thu âm đang có sự hiện diện của cha chúng con. Xin kính chào cha. Dạ, con xin kính chào cha. Xin kính chào chị Mai Quỳnh, kính chào anh Thanh Tùng. Và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ thưa cha, lần trước chúng ta đã nói về những cái process về ly hôn và những người mà người ta không được ly hôn thì cái đời sống của người ta sẽ được nâng đỡ như thế nào thưa cha? Có cách gì để mình giúp cho những người đó? Đúng vậy, một trong những cách mà giáo hội cũng dặn chúng ta và nhiều người ta đã ly dị rồi đó, rồi là người ta đang trong cái thời kỳ để mà xin tái hôn đó, họ cũng chia sẻ là họ nói rằng là khi mà họ đối diện với Chúa là quan trọng nhất. Họ chia sẻ những cái điểm như vậy và họ nói là có nhiều điểm mà trong thời gian hôn nhân họ không có lưu tâm. Tuy nhiên khi mà thời gian xa chồng xa vợ thì họ thấy lưu tâm nhiều hơn. Nhưng mà trước hết thì chúng ta xem cái hôm nay trong thập điều đó thì Chúa dặn chúng ta như thế nào, xin anh chị cùng nhắc nhở lại cho mọi người biết. Điều thứ nhất, anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu thương người thân cận và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy thì bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời điều thứ hai, đây là lời của mẹ Teresa đã nói: Chúa không cần chúng ta làm những việc vĩ đại, nhưng Ngài muốn chúng ta làm những việc nhỏ với tình yêu vĩ đại. Điều thứ ba, phúc thay ai mang lại an bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Điều thứ tư, bạn muốn mang lại hòa bình cho thế giới ư? Hãy về nhà và yêu thương các người trong nhà mình, cũng là một lời nói của mẹ Teresa. Điều thứ năm, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Điều thứ sáu, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Điều thứ bảy, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Điều thứ tám, nếu con không thể giúp ăn uống chăm nom cho 100 người thì con hãy giúp một người đi, lời mẹ Teresa. Điều thứ chín, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,
Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Điều thứ 10, nếu bạn thích phán xét người khác, bạn sẽ không còn thời giờ để yêu thương họ, cũng là một lời của mẹ Teresa. Chúng ta trong tháng này chúng tôi đề nghị là suy niệm và sống lời của Chúa. Trong Thánh Matthew nói là phúc thay người mang lại hòa bình cho người khác, mang lại an bình cho người khác. Nếu mà chúng ta có thể mang lại an bình cho một người thôi, đó là hồng ân lớn lắm rồi. Những gia đình mà họ bị trục trặc, bị hiểu lầm, nếu chúng ta tìm cách cho họ hàn gắn lại, thì đấy là một ân sủng tốt mà Chúa đã dùng chúng ta mang tới cho người khác. Thì như Thánh Phanxicô ngài nói đó, xin cho con trở nên dụng cụ bình an của Chúa. Mình chỉ là dụng cụ thôi, nhưng mà chúng ta tìm được cái nơi để mà mình mang lại bình an, thì hãy cùng ta ơn Chúa. Chúng ta hãy cầu xin như vậy. Xin Chúa ở với chúng ta có can đảm giúp người khác làm hòa với nhau. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái gọi là cái tâm niệm của những tâm tình của những người mà họ phải ly thân ly dị đó. Như thế nào khi họ đối diện với Chúa? Thì đây là những người Công giáo đó, mà họ khi mà đã ly thân, đã ly dị, ly hôn, thì họ nói như thế này này. Là có rất nhiều điểm mà khi đời sống gia đình còn đang sống với chồng, với vợ, tôi đã lờ đi. Nhưng mà khi mà tôi ly dị rồi và tôi có nhiều thời giờ đối diện với Chúa đó, thì tôi thấy rằng là chỉ có sự bình an cuối cùng tôi tìm được là nơi Chúa thôi. Về phương diện này thì chúng tôi muốn nhắc nhở tới một lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài nói như thế này này, hãy đừng nhìn đến Chúa hay là đừng nhìn đến Thánh Kinh như là những cái lời ru cho mình ngủ. Nghe thì mình bảo chứ ru cho mình ngủ nghĩa là thế nào? Có nghĩa rằng là thôi tôi buồn quá thì tôi nói rằng là Chúa là đứng cho con trông cậy, Chúa cho con dựa vào. Không phải chỉ là vậy đâu. Mà hơn thế nữa, chúng ta phải làm sao mà tìm thấy đích thực giá trị của mình khi mình tìm đến Chúa như thế nào. Thí dụ như thế là chúng ta thấy này, không phải lúc nào ly dị mình cũng tìm được, nhưng mà có nhiều người đã trải qua. Như Thánh Ignacio, bây giờ mang chuyện các thánh ra trước. Thánh Ignacio đó, thì ngài rất là thích làm một người kỵ mã, cưỡi ngựa, rồi là thành công mà đi vào thành đó, thì bao nhiêu người vỗ tay, hàng trăm hàng ngàn người vỗ tay, rồi tung cái chàng hoa nguyệt quế lên cho ngài. Rồi là các cô thiếu nữ bảo, ô, đó là người trong mộng của tôi, nhìn chàng cưỡi ngựa, đẹp trai, hào hoa, gầm một cái kiếm như thế nào. Thì ngài luôn luôn trong đầu là mơ ước như vậy. Và mơ ước vậy thì có lý chứ. Cho nên ngài rất là hăng hái để mà đi đánh trận thì đứng hàng đầu. Để khi mà về nhà đấy, thì binh lính họ cho nói là đó, ông đó là ông chỉ huy của tao đó nghe. Can đảm lắm á, đi hàng đầu như vậy đó, xung phong như thế đó. Thì ở ngoài chiến trường được người ta thán phục, về đến thành phố được người ta ca tụng, rồi lại được gặp nhà vua lại trao cho cái khăn choàng. Thế là trong cái đầu của Ignacio đó, luôn luôn nghĩ như vậy. Cho nên anh chàng hăng hái lắm, đánh giặc là xung phong đi đầu. Chẳng may đại bác bị cái đó bắn cái đùng, anh què chân. Què chân thì là không cưỡi ngựa được nữa, không làm được cái gì nữa. Bạn bè thì người ta ra trận, người ta lên chức. Còn anh ấy thì ở trong nhà thương cứ nằm ở cái chức đó thôi. Ông ấy giận lắm. Giận lắm, ông cũng kêu la sùm. Rồi là ông ấy còn nói với lại cái anh bác sĩ á, vì ông ấy bị què chân rồi là phải chờ một thời gian mới đang mang về thành phố chữa được, thì nó cũng đã hơi lành rồi. Mà ông này là ông ấy gọi là mê cái danh vọng, mê cái quyền thế đến nỗi ông bảo chứ đập gãy nó đi, gắn nó lại để cho nó thẳng, và ông có quyền cưỡi ngựa như xưa. Thế cơ mà, chịu đau như thế đó, hy sinh như vậy đó. Thì bác sĩ ông bảo chứ đập gãy nó đi, nó què luôn rồi chứ chẳng phải nó khỏi được nữa đâu. Thì anh ấy mới buồn phiền quá, anh ấy trong nhà thương giận dữ rồi cũng kêu ca rồi đủ thứ cả. Thì anh ấy mở quyển sách Thánh Kinh ra anh ấy đọc, mình thấy có cái câu thế này, được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Thì anh ấy về anh nghĩ, anh bảo chứ đúng thế, chút xíu nữa thôi nó bắn là mình chết rồi, ở đó mà còn đòi một cái ngựa, đòi về mà được gặp ông vua
Rồi mà về các cô vỗ tay, rồi mà về người ta đón chào, chút xíu là chết rồi. Mà chết rồi thì được cái gì nữa, chẳng còn cái gì nữa. Thì anh ấy mới bèn đi vô trong một cái nhà dòng đó. Anh ấy ở khỏi chân đến đó. Anh biết là anh không có làm kỳ mã được. Anh ấy ở trong đó 30 ngày. Sau đó thì anh ấy xin đi tu. Và ngày cuối cùng thì làm thánh là thánh Ignacio đó. Việt Nam là thánh Y Nhã. Trên thánh trong nhà dòng Pháp Sư, trong vòng Y Nhã đó mới có cái thói quen là đi cống phòng 30 ngày. Đó là từ đó mà ra đấy. Thì cũng tất nhiên có nhiều câu chuyện, nhưng mà đó là một trong những cái lý do để mà tại sao mà cống phòng đã 7 ngày đã thấy mệt lắm rồi. Hay là nhiều khi cống phòng mới có 2 ngày thôi, mọi người đã bảo trời ơi 2 ngày của đau lưng quá. Thế mà cống phòng 30 ngày. Thì bởi vì ngày sau khi mà hồi tâm trở lại thì thấy 30 ngày có giá trị với mình. Thế thì ở trong Công giáo cũng vậy, nói như vậy. Đi cống phòng, đi ngồi nhìn lại, thấy rằng là ô, cuộc đời mình không phải chỉ là với cái người chồng đó, với người vợ đó, mà còn bên cạnh là còn có Chúa nữa, còn có giáo hội nữa, còn có những người chung quanh nữa. Thì đó, đầu tiên giáo hội dặn như thế này này, và những người mà người ta đã trải qua đời sống ly dị đó, ly thân đó, ly hôn đó, người ta nói thế này này. Từ khi mà tôi ngồi đối diện với Chúa đó, thì tôi mới thấy ra rằng mối quan hệ của tôi với Chúa ngày nay tốt hơn bao giờ hết. Khi tôi được giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân không thể sống, tôi bị rối loạn chức năng. Nhưng mà ngược lại, tôi dành nhiều thời giờ cho Chúa hơn và tôi thấy mối quan hệ của tôi với Chúa phát triển hơn và tôi thấy rõ hướng đi của mình hơn. Rồi, cái điểm tốt nữa đó là chúng ta thấy như thế này đấy này. Thường thường đó là mình khi mà ly dị xong thì mình chán lắm, chẳng có muốn làm cái gì cả. Gọi là he lost or she lost all interest, không còn interest về cái gì nữa. Thì người ta khuyên như thế này. Và nếu mà ở bên Mỹ này thì được cái tốt mà Việt Nam mình đôi khi là không muốn được sử dụng thôi, là đi gặp các bác sĩ tâm lý tư vấn. Người ta nói như thế này: khi mà gặp các người tư vấn tâm lý và hướng dẫn tinh thần đó, thì trong khi ly hôn đó, khiến họ trở thành một người tự tin và phấn khởi hơn bao giờ hết. Cái chính là thấy tự tin đó, mình biết mình là gì, mình không có mong chờ quá độ ở nơi người bạn của mình. À, đấy là cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý thêm. Và cái một số người khác thì thế này, thì sau khi mà ly dị rồi đó và trở lại đó, họ thấy giá trị của đời sống, các liên hệ với anh chị em của họ gần gũi hơn. Họ thấy rằng là thì trước đến giờ thì chỉ biết tới chồng mình thôi, biết tới vợ mình thôi, nhưng mà bây giờ đó, sau khi ly dị xong rồi thấy rằng là à, những người mà giúp đỡ cho mình thì lại chính là người em của mình, chính là người chị của mình, chính là người bạn của mình. Thì cũng nhìn thấy những cái điểm tốt như vậy. Rồi cái điểm cuối cùng đó thì người ta nói rằng là họ lúc bây giờ đó, khi mà đọc Thánh Kinh ấy, họ mới cảm nhận Thánh Kinh được thực sự như Thánh Kinh nên được cảm nhận. Và câu chuyện mà họ nhớ nhiều nhất thì đa số những người mà được đi qua những cái khóa như vậy đó, họ nói rằng là câu chuyện của người phụ nữ ở bên bờ sông, bờ giếng của ông Jacob. Trước giờ thì chỉ đọc rồi chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà thôi, chuyện hay đấy nhỉ, à, cũng tội nghiệp cho bà ấy đấy nhỉ, ô bà ấy được Chúa nói thế này thế kia đấy nhỉ, nhưng mà nghe vậy thì nghe vậy thôi. Nhưng mà sau đó mới thấy rằng là à, cái lời Chúa nói, bà ấy bảo chứ tôi không có chồng, thưa thầy tôi không có chồng. Chúa bảo chứ đúng, chị đã đúng, chị không có chồng vì chị có nhiều ông quá. Trước thì mình nghe thì mình không để ý gì, nhưng bây giờ thấy à, đây bây giờ mình không có chồng đây này, mình nên như thế nào? Thì từ đó họ lại thương người khác hơn. Họ không lên án người khác nữa. Trước đó thì cũng rất là dễ lên án, dễ so sánh. Nhưng mà từ khi mà trải qua cái cảnh kinh nghiệm đó, thì họ thấy rằng là bao nhiêu người ta đau khổ quá, mình đã coi thường người ta, mình không lưu tới người ta. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của họ để mà họ trải lòng ra, họ nói cho người khác như thế. Thì cháu muốn ngừng ở đây một chút để cảm nghiệm của anh chị đó, đừng có nói là tới đúng hay sai, nhưng mà cảm nghiệm của anh chị khi mà nghe tới những người ly hôn, khi mà nghe tới những người mà người ta phải sống cuộc đời coi như là không được bình an như vậy đó, thì cảm nghiệm của anh chị là thấy như thế nào? Dạ thưa cha, con đó là gia đình con nó rất là đông người, mà đông người thì bạn bè cũng rất là đông. Thì không biết có cái chị đó vì đắc dĩ, bất đắc dĩ phải ly hôn thì chị buồn lắm cha, cô đơn.
Thì chỉ có một đứa con có một tuổi thôi, thì ôm cái đứa đó cũng sợ lắm, không dám đi nhà thờ nữa. Chị nói là chị sợ đó là đi nhà thờ thì bị vi trùng, bị virus, bị covid. Cứ ôm cái đứa nhỏ ở nhà không cho đi đâu hết á. Mà chị có đi đâu thì chị mang đồ đi rửa tay cho thiệt là sạch, tức là chị trở thành một cái con người khác hẳn, không có muốn tiếp xúc với người ngoài nữa. Tại vì chị sợ cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, giờ chị sợ lắm. Nhưng mà có một điều đó là chị ở một căn nhà quá to với một cái đứa bé như vậy, chị cảm thấy cô đơn. Cho nên chị hay kêu tụi con lắm, bạn bè kêu tới ở. Mà chị năn nỉ đó, chị nói chứ hôm nay nấu đồ ngon lắm, tới đi, tới chơi đi. Tới chơi rồi có nhà, có trái cây, tới hái đi. Tức là con thấy chị thèm khát, chị thèm khát cái tình nghĩa, bạn bè tình nghĩa, chị em với nhau. Thì con thấy tội nghiệp, tại mình cũng có gia đình, mà chưa hề bao giờ con ở một mình. Cho nên con không biết. Nhưng mà đến khi mà bây giờ tụi nó lớn rồi, tụi nó ra riêng rồi, chỉ có hai người ở nhà, mà ông chồng con cũng không có nhà, trời ơi con ở nhà một mình, con chẳng muốn làm gì cha. Đi ngủ thôi, chỉ có đi ngủ thôi, rồi con qua nhà má con chơi, con nói chuyện. Rồi má con nói chứ ủa sao giờ này chưa về, nó trời ơi anh chồng anh chưa có về má ạ. Thôi ở đây chơi một tí nữa rồi về. Đợi đến khi mà ổng về nhà thì con mới về. Thì lúc đó mới con mới cảm thấy cái sự cô đơn. Thì bây giờ con thấy những người ly hôn như vậy cần phải đi ra ngoài để làm việc xã hội, đi thiện nguyện nhiều lắm. Bây giờ cái xã hội này nó nhiều lắm, người già trong nước xưng hôn cha rất cần người nói chuyện. Nếu mà mình không có ai nói chuyện, đi vào trong đó giúp người ta. Đúng mình rồi. Mang cái niềm vui đến, mặc dù mình ngồi mình nghe người ta nói thôi cũng đủ rồi. Đúng thì rồi. Con thấy như vậy. Đúng rồi. Dạ. Vâng. Đối với con đó, thì theo con nghĩ ra mỗi người họ có một cái phương cách riêng để mà đối diện cái vấn đề của họ. Thì con á, con cũng không có thể nào con so sánh những cái mà cái lúc mà tối tăm nhất của con với những người mà ly hôn. Nhưng mà con nghĩ họ sẽ là một người một mình phải đối chọi với cái vấn đề đó. Thì con cảm thấy cái này là suy nghĩ của con, mặc dù con rất là đọc sách thánh rồi cố hiểu. Nhưng mà con nghĩ Chúa là vị rất là xót thương mà bao dung lắm. Thành thử ra những lúc đó đó là con thấy trường hợp của con những lúc vậy đó, thì con tới con nói chuyện, con ngồi xuống con đọc kinh, con nói chuyện như là Chúa đang ở trước mặt con đó. Mà con nói là con cũng là người tội lỗi, con như thế vậy, thì con nói với Chúa là Chúa hiểu con biết là Chúa hiểu con. Thành thử ra thật sự mà khi mà con nghe thấy những người mà phải trải qua những cái thủ tục để mà tiêu hôn á, con ngồi con nghĩ riêng con á, con nói là tại sao phải làm như vậy, chỉ có mình Chúa hiểu mình thôi. Nhiều lúc con có những cái ý tưởng là con chỉ có trông cậy vào Chúa thôi, mấy người các cha các giám mục cũng chỉ là người thường thôi, cũng luật đó là luật cho loài người đặt ra, mặc dù theo luật hôn phối đó là cái là bí tích thì con vẫn hiểu. Nhưng mà bí tích Chúa đặt ra thì Chúa cũng hiểu có nhiều trường hợp mà ta không có đúng như vậy. Thành thử ra con ngồi con cũng nói với Chúa là Chúa thông cảm, Chúa tha thứ. Vâng, thì con cảm thấy nó có cái sự bình an. Đúng rồi. Con thì con cũng hy vọng là những người như vậy sẽ đến với Chúa, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa để tìm thấy cái sự bình an cho mình. Đúng trước rồi. Hết là mình phải có bình an thì mình mới nghĩ được những cái gì mình cần phải làm. Thì con đối với con là kinh nghiệm của con là như vậy. Đúng rồi. Cha dòng tu có nhận mấy người như vậy không cha? Có chứ. Dòng ba đa minh hoặc gì không, đó. Không, dòng tu các sơ có chứ, các cha cũng có đấy. Thí dụ như có những người lớn tuổi rồi ly thân thì bây giờ muốn vô dòng tu thì có được không? Được chứ. Có nhiều cái người. Cái trường hợp của anh Tùng chắc vô dòng tu được, nói chuyện với chưa? Nói như thế này, bởi các dòng tu họ cũng có những cái gọi là những cái điều kiện đó. Có chứ, có nhiều cha sau khi mà hoặc là vợ chết hay là vợ ly dị, hai người ly dị với nhau xong rồi là nhiều cha sẽ đi tu. Nhiều phải học, phải biết, phải học cao phẩm thì cha, nếu mà muốn trở thành linh mục thì phải học qua mọi tiến trình như thế là các người khác đã trải qua, làm sao thì mình trải qua như vậy.
Còn không học được thì mình có thể làm trợ sĩ. À, những dòng tu thì có trợ sĩ. Yeah. Còn nếu mà không phải là dòng tu họ không có trợ sĩ thì mình cũng có thể làm những việc phần đời vậy thôi. Nhưng mà những dòng tu thì có trợ sĩ. Đúng rồi. Còn những mà mình có đủ khả năng, thì có thể là bây giờ một cha mà ở trên nhiều lắm, bây giờ mà kể địa phận nào cũng có cả. Là thường thường những người mà gia đình không có được êm đẹp đó, rồi các vị đó sống độc thân, rồi đương nhiên là khi mà vô điều kiện vô thì sẽ hơi khó khăn một chút. Thì có thể là phải làm những cái test về tâm lý, bởi vì đã trải qua đời sống gia đình, thì test về tâm lý như thế nào, rồi là có thể sống độc thân được nữa hay không, rồi là sống nhìn thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống linh mục, thì dương nhiên là cái đòi hỏi đấy nhiều hơn, có nhiều hơn đấy. Một linh mục mà ngày xưa làm cha phó cho tôi đấy, ông ấy cũng có gia đình rồi, có 3 con rồi, xong rồi là gia đình ly dị, đi tu, thì mấy cha khác gọi ông là grandpa, bởi vì thực sự ông có cháu nội cháu ngoại rồi, grandpa rồi, đi tu thì ông ấy bảo chứ khi mà con đi tu thì con cũng thấy nó khó khăn lắm, là bởi vì học nó không có vô nữa. Ông cũng khi bắt đầu ông xin đi tu là ông ấy 47-48 tuổi, thì mất cả hơn chục năm ông mới chịu chức được, chịu chức là năm 62 tuổi. Thì học giỏi nữa cha, 10 năm. Ông thì thôi nói chuyện một chút xíu, cái chuyện ngoài lề một chút, nhưng mà nó cũng là cái hay, là học hơn 10 năm đó, mất cả 10-12 năm đó. Giờ ông ấy bảo là ông ấy không có, ông bảo học nó khó khăn lắm, ông cứ phải nhờ một cha Việt Nam nữa cùng lớp với ông ấy đó. Thì dưới ông ấy là bao nhiêu tuổi đấy, nhưng mà học cùng lớp. Ông bảo thực sự ra cái người thầy dạy tôi đó là ông cha đó đó. Và sao vậy? Bởi vì trên lớp dạy đâu có hiểu, không có hiểu gì mấy, thì cứ phải lò mò vô cái phòng ông đại được ông chỉ giải thích thêm. Thì Việt Nam mình nhiều khi cũng kiên nhẫn, cũng giải thích cho ông hiểu, cho ông bảo cho đó ông thầy của tôi đó, của con đó. Ông này thì ông cũng có cái tài chứ không phải là không. Ông ấy trước khi đi tu thì ông ấy làm nghề địa ốc. Ông bảo chứ đã có lúc còn có 22 căn nhà. Ông ấy cũng giỏi lắm, tức là ông ấy địa ốc mà. Ông ấy làm nghề realtor, thành ông ấy thấy cái nhà này nó rẻ, ông ấy mua, ông ấy để đó, mua để đó. Có khi đứng tên, có khi cho họ hàng đứng tên. Xong rồi là một thời gian cái chỗ đó nó lên giá, sửa lại một chút xúc bán. Ông ấy bảo chứ nhờ vậy con cũng có tiền. Có tiền ấy thì là con đi mua đi tu, khi đi tu rồi đó thì những cái lúc mà ở trong chủng viện đó, đấu đồ ăn dở quá. Ở chủng viện đồ ăn dở vô cùng, anh em gọi là đều ngáp ngáp không ai ăn được hết ấy. Thì ai mà tốt với con ấy, dạy bài cho con ấy, thì con rủ ra ngoài ăn. Nhưng mà ông đó ông là thầy của con đó. Ok tốt, thì ông cũng phụ cho tôi được 3 năm. Rồi vì sau thì đức cha cho đi làm cha xứ chỗ khác, đó là được. Hay là những người mà phụ nữ đi tu thì làm cho các nhà dòng, các sơ nhà dòng. Và cũng nhiều người được lắm, nhiều người được lắm. Tôi cũng biết một số nhà dòng cũng nhận như vậy. Việt Nam mình ấy thì không có thói quen đó. Yeah. Lý do tại sao? Việt Nam mình ơn gọi nhiều quá. Khi ơn gọi nhiều quá thì người ta sẽ tuyển nó khó khăn hơn. Còn bên Mỹ này ấy thì nó không có nhiều ơn gọi. Rồi điểm kế tiếp nữa là mình còn trẻ đó. Khi lớn tuổi họ không có nhận nữa. Vì nếu mà làm sơ, làm cha mà được có 2-3 năm thôi thì cái tiền phí tổn rất là cao. À, thì đấy là cũng thêm. Giờ trở lại một cái kế tiếp nữa mà như thế là chị Mai Quỳnh với Thanh Tùng kể đó. Là cái tiến trình, mọi người nghe tiến trình mình sợ lắm. Thấy nó khó khăn quá, nó rắc rối quá, mà đau khổ nữa. Rắc rối, khó khăn họ chấp nhận. Nhưng mà đau khổ họ không có chịu được. Nhất là bây giờ của mình đó, bên Hoa Kỳ này, mình cái sức đề kháng tâm lý đó nó không mạnh như xưa nữa đâu. Ngày xưa là mình có thể nào là kiên gan, nào là cực khổ, nào là chịu đựng, nào là hy sinh. Đối với tôi đó, Mỹ nó gọi là buzzwords, chỉ là cái lời nói cho nó vui vậy thôi, chứ còn không có giá trị thực sự gì hết. Tại sao vậy? Mình bây giờ trở thành Mỹ hóa rồi mà mình không biết. Cái sức gọi là hy sinh chịu đựng nó không còn mạnh như xưa nữa. Mà ngay cả hồi người Việt Nam bây giờ họ cũng không có như xưa nữa đâu. Mình lại nhớ là mấy chục năm về trước rồi. Thì tôi mơ ước như thế này này, là có cách nào đó để làm cho từng bước một. Khi mà người ta đã ly dị rồi, thì giúp cho họ về vấn đề phần đời, vấn đề xã hội đó,
làm sao để họ cho cảm thấy rằng là có cách nào làm hòa được với nhau nữa hay không. Nếu mà còn có cách nào thì còn nước còn tát mà, giúp cho họ là cái đầu tiên. Có được cái này hay không? Không được nữa rồi đó, tức là biết là không còn một chút là hy vọng nữa rồi đó, thì cái tiến trình đó giúp cho họ đơn giản hơn. Vẫn đầy đủ vì đó là Chúa lập mà, mình không được quyền, Chúa lập rồi bây giờ muốn bỏ là bỏ, không có quyền như vậy đâu. Nhưng mà cho nó đơn giản hơn. Những cái gì mà nó rắc rối quá đó, thì tạo cho nó nhẹ nhàng hơn cho họ. Nhất là bây giờ đó, khi mà làm những cái test, họ làm những cái test, nó chỉ cần gọi là đánh cái số vào chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này thôi. Chứ còn bây giờ một câu hỏi nhé, trong đó một câu hỏi này nó lại có tới 5-6 cái đoạn ở trong đó nữa. Thí dụ như thế là khi xưa hai người mới quen nhau thì đã có thế nào không, rồi đã có thế kia không, rồi như thế nào không, rồi thế nào không. Tức là một cái câu đó nó có tới 5-6 cái phần để mà suy nghĩ. Thì dĩ nhiên là ai đặt câu hỏi đó thì đều nghĩ rằng là thôi mình đưa cho nó 400 cái phần câu hỏi như vậy, thì họ muốn trả lời được một câu, hai câu thì tốt. Ai trả lời được cả 5-6 câu như vậy thì càng tốt hơn nữa. Nhưng mà khi họ đã mệt mỏi chán nản rồi đó, họ đọc là họ sợ lắm. Thì có cách nào đó để mà làm đơn giản hơn chăng? Và tôi nghĩ rằng là ở trong nhà dòng, ở trong địa phận có rất là nhiều người giỏi giang, không những chỉ về cái câu hỏi mà còn về cách đặt câu hỏi. Thì tại sao mà không làm đơn giản hóa đi những cái câu hỏi đó, để khi người ta làm người ta đỡ sợ. Ở ngoài nữa lại còn có thế này này, là họ làm theo cái kiểu gọi là multiple choice. A, B, C, D chỉ cần mark, mark, check mark, check mark, check mark. Có thể làm như vậy, tương tự như vậy chăng? Tôi không có ngại, tôi biết nhiều người không có ngại. Họ có thể làm 20 trang check mark, check mark, check mark, check mark, check mark. Nhưng mà bảo phải viết một cái luận văn đó, 2 trang thôi. Họ sợ lắm. Không có thói quen nữa rồi. Thế thì có cách nào đó chăng? Mình làm kiểu check mark như vậy. Để cho họ thấy rằng là à, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được. Còn bây giờ người viết luận văn mở đề, thân bài, kết bài, ngồi suy nghĩ, trời ơi nó mệt. Thì đấy là cái điều mà tôi cũng rất là ao ước và tôi đồng ý với các chị. Khi mà mình có thể đơn giản hóa cái đơn, tiến trình đã đơn giản rồi đấy. Thay vì là bao nhiêu lâu, bây giờ còn có mười mấy tháng rồi là thay gửi sang bên Roma thì dưới này làm tại chỗ. Nhưng mà câu hỏi làm đơn giản hơn. Khi đơn giản hơn như vậy rồi thì người ta sẽ không có sợ để mà ta làm. Và đồng thời đó, có thể phải nói rõ luôn ra là 21, 22 điểm vừa có đó, check mark luôn. Quý vị thấy cái điểm nào có thì giải thích thêm. Cũng như thể là đi giờ làm câu hỏi survey đó, để có cái dấu chấm, rồi tại sao? Thì có vậy dấu chấm, mà mình chấm một cái đó rồi thì tại sao? Thì khi mà tiến trình như vậy người ta đỡ sợ, và người ta thấy rằng là, ồ, 21 điểm giáo hội đề ra đây, tôi chẳng có điểm nào cả, họ sẽ chấp nhận. Còn nếu mà có một vài điểm thì vẫn để cho họ, để mà họ giúp cho cái đời sống của họ đã đau khổ trong hôn nhân rồi, thì rất bình an trong đời sống mới. Dạ vâng, cảm ơn cha. À, chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tiếp một mái ấm gia đình. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ. Lời Chúa khi chúng con nói rằng Chúa là tình yêu, xin cho chúng con chỉ không nghĩ Chúa là tình yêu ở trong tâm trí, mà chúng con biết thực sự Chúa yêu thương. Khi chúng con so sánh Chúa với người cha nhân hậu, không phải chúng con nghĩ rằng đó là người cha nhân hậu ở trong Thánh Kinh mà thôi, nhưng đó là người cha nhân hậu trong đời sống. Để chúng con khi lạc bước trở lại và thấy rằng người cha nhân hậu của con đang chờ đợi, đang tha thứ, đã không hỏi những lỗi lầm nào chúng con đã vấp phạm, nhưng đã vòng tay ôm lấy chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu đó. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bằng an. Ta ơn Chúa. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý khán thính giả đã đón nhận. Kính mong quý khán thính giả tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng.
hầu giúp chúng tôi có đủ phương tiện để phát triển chương trình ngày một hữu ích và lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvasdm@gmail.com. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hàng tuần trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua website dòngchữcứuthế.us hoặc vào youtube.com với từ khóa TVASTM hoặc trên app của cơ sở truyền thông có trên Apple Store và Google Play với từ khóa MSCG. Xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy hồng ân Chúa và luôn được chở che trong vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng tôi xin thân ái kính chào.